Xin chào các bạn, tôi là Khiêm, giám đốc marketing của VIOT. Có thể nhiều người được nghe về đèn thông minh nhưng có thể chưa được trải nghiệm thực tế. Hôm nay tôi xin phép chia sẻ cái đèn đường thông minh thì nó khác cái đèn đường truyền thống như thế nào. Trên tay tôi là cái đèn đường thông minh 120W. Đèn đường này thì sẽ đạt được cái được treo ở cái độ cao là 6-8m và công suất của đèn này là 120W. Đèn thông minh này được sản xuất tại Hàn Quốc với sự hợp tác của khoảng 30 tập đoàn công nghệ, bao gồm Seoul Semiconductor và các cái tập đoàn chuyên về thiết bị chiếu sáng. Công nghệ đèn LED thông minh nó cho phép cái đèn mới tên là AC LED này không cần cái bộ chuyển đổi điện từ hai chiều sang một chiều mà là điện hai chiều vào thẳng, và nó làm cho cái đèn này rất là nhỏ gọn và nhẹ so với đèn LED hai chiều mà phải có bộ chuyển đổi. Thứ hai là nó có thể tích hợp gắn được thiết bị điều khiển không dây. Thiết bị này giúp cho việc cái đèn có thể điều chỉnh được tới 10 cấp công suất khác nhau, điều khiển được đóng mở và cường độ dòng điện để cho phép chúng ta sử dụng đèn một cách tối ưu nhất. Và bây giờ tôi xin phép được cho anh chị em trải nghiệm cái chức năng của đèn thông minh này. So với cái đèn đường truyền thống thì sẽ mất khoảng từ 5 tới 10 phút để có thể bật được cái bóng đèn lên cho nó sáng. Đối với đèn thông minh này chúng ta chỉ mất khoảng từ 5 đến 15 giây. Và tôi xin phép được bắt đầu. Xin nhờ bộ phận kỹ thuật hỗ trợ. Ở đây có cái bộ phận bấm dây và tôi sẽ bấm dây để xem là mất bao lâu để cái đèn này có thể sáng. Ở đây tôi có cái thiết bị đo sáng để đo luôn cái cường độ ánh sáng. 10, 11, 12, bắt đầu tăng. Chúng ta sẽ xem là trong bao lâu thì cái đèn này có thể sáng. Wow, như vậy là chỉ khoảng 5 phút. 5 phút là đèn là có thể sáng, 5 giây là đèn có thể sáng lên. Và đây là cái công suất về cường độ sáng. Nếu mà chúng ta theo dõi, chúng ta thấy được là cái cường độ sáng, độ lux đang là 1700, 1800, trong khoảng đó 1700 lux. Và ở cái khoảng cách 1 mét thì cái cường độ sáng nó rất là cao. Và bây giờ mình nhờ bộ phận kỹ thuật sẽ điều chỉnh cái độ sáng xuống từ 100% công suất, chúng ta điều chỉnh xuống còn khoảng 10% công suất, thì chúng ta sẽ xem cái quá trình đó nó sẽ mất khoảng bao lâu. Xin mời bộ phận kỹ thuật. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy cái độ lux nó được giảm dần theo thời gian. Cái độ lux nó đang giảm dần, 1700, 1600. Một cái đèn thông minh nó có thể vì khả năng điều khiển linh hoạt được cái cường độ ánh sáng, nên tưởng tượng là khi mà ở đường phố không có người đi qua lại hoặc cái thời điểm mà ít người qua lại thì chúng ta có thể điều chỉnh giảm xuống, và ngược lại khi cần thiết chúng ta có thể đẩy cái công suất đèn lên ở mức sáng nhất có thể. Như vậy là cái việc sử dụng ánh sáng nó sẽ được hiệu quả nhất, vừa đem lại tiện ích cho người dùng mà vừa tiết kiệm điện cho cái cơ quan, cho cái đường. Ví dụ chúng ta thấy đèn lux đã được giảm về cái độ lux khoảng 700, bây giờ đang là 600. Thì cái thời gian chuyển đổi đó chúng ta có thể thấy là nó chỉ gói gọn trong vòng 1 đến 2 phút. Và rồi, như vậy đây là cái độ sáng được giảm từ 1800 lux về đến khoảng 400 lux ở khoảng cách 1 mét. Và khi cần thiết thì hệ thống hoặc tự động nhận lệnh để làm sáng lên hoặc được lập trình trước để làm sáng lên. Điểm hay của thiết bị thông minh này là nó có thể tích hợp được cái vị trí lấy dữ liệu về thời gian mặt trời mọc và mặt trời lặn để xác định được cái thời điểm nào đèn sáng lên và thời điểm nào đèn nên tắt đi. Và đây là cái độ lux ở cái độ sáng 10%. Và rất cảm ơn anh chị em đã dành thời gian tìm hiểu về công nghệ Smart Lighting
dành cho đèn đường thông minh. Xin chào và hẹn gặp lại.